Cô là ai? Ai đây? Trông không già lắm nhở? Chắc đây không phải con vợ già của anh Hùng rồi. Oxin à? Ây da, Oxin mà ăn mặc kinh quá nhở? Này, chú ý đến cách ăn mặc của mình đi. Không là tôi đuổi việc cô ra khỏi cái nhà này đấy. Cô nói chuyện kiểu gì đấy? Đến nhà người ta còn đòi đuổi việc ai? Tránh ra. Chỗ này mình sẽ kê một cái bàn trang điểm. Xem nào. Ở đây sẽ treo một cái tranh của mình cho nó đẹp. Còn cái bộ sofa cũ rích này vứt đi, thay hết sang đồ hot trend cho nó chết. Này cô, cô bị điên à? Cô là ai mà ngang ngược vào nhà người ta đòi thay cái này kê cái kia? Tôi á? Tôi là người yêu của anh Hùng. Và sắp tới tôi sẽ là chủ nhân tương lai của cái nhà này đấy. Ôi. Này cô, cô bị điên à? Sao cô lại vứt cái này ra đây? Tính chết đi được ấy. Mà cô nói cái gì? Cô là người yêu của bộ... người yêu của ông Hùng á? Chính xác. Ô, sao cô phải ngạc nhiên thế? Cô chưa thấy ai đẹp như tôi bao giờ à? Này, pha cho tôi cốc nước cam. Sau đấy gọi con già kia ra đây để tôi nói chuyện. Thì ra là cái loại đi giật chồng người khác, cái thứ tiểu tam như cô ấy, thì lấy tư cách gì mà gọi vợ người ta ra nói chuyện? Trước sau gì bà ta cũng phải đối diện với sự thật là chồng của bà ta đã chán ngấy bà ta và đi theo một cô gái trẻ đẹp và quyến rũ như tôi rồi. Tôi ấy là còn thương người chán đấy, báo sớm ấy để có sức khỏe mà chống đỡ, chứ để một thời gian nữa kéo có khi đột quỵ thì lúc đấy chả ai chịu trách nhiệm được đâu. Cô dựa vào cái gì mà ngang ngược đòi đuổi vợ hợp pháp của người ta ra khỏi nhà? Tôi dựa vào cái gì á? Dựa vào anh Hùng yêu tôi. Đại gia ấy thì phải đi với mỹ nhân chân dài mới xứng đôi chứ. Cô đáng tuổi con của ông ấy đấy. Gái đẹp nào mà chả dành cho đại gia? Tôi nói cho cô biết nhá, trâu nào chả khoái gặm cỏ non. Bà ta già rồi, hết thời rồi, thì anh ta phải đi tìm người mới thôi. Cũng giống như bộ sofa này này, cũ rích rồi, trông rất mất thẩm mỹ. Mà cô là cái thá gì dám chất vấn tôi? Mau gọi bà già kia ra đây. Ô xin mà lắm mồm nhỉ? Này, ngoan ngoãn biết điều thì dạ vâng. Không đến lúc tôi về cái nhà này, tôi đuổi cô ra khỏi cái nhà này đầu tiên đấy. Cô, sao cô dám? Cô dám đụng vào tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô không được dạy dỗ là không được phá hoại gia đình nhà người khác à? Nếu mà chưa ấy, thì để hôm nay tôi dạy cho cô hiểu và học thuộc lòng nhá. Cô là ai mà cô dám? Tôi là ai á? Xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi là trưởng nhóm bảo vệ của bà An. Bất kỳ ai mà đụng vào một sợi tóc của bà An cũng sẽ bị yên cho đâu. Mày có biết mày đang đụng nhầm người rồi không à? Anh Hùng rất yêu và chiều tao. Anh ấy là chủ cái nhà này. Mày muốn mất việc đúng không? Không cần phải gọi đâu. Dăm ba chục cái con tiểu tam chơ chẽn hám tiền đến làm phiền bà An với cô ấy. Tôi tiếp nhiều rồi, cũng xử nhiều rồi. Mày nói cái gì cơ? Dăm ba chục con tiểu tam á? Ý mày là anh Hùng đang quen một lúc nhiều người sao? Này, thế mày nghĩ đại gia đã có vợ lại cặp với cái loại chân dài não ngắn như cô ấy mà chỉ chung thủy với một mình cô thôi á? Mày nói em não ngắn à? Nói cho cô biết, tán gái thì ai chả nói ngon nói ngọt. Nhưng mà ông Hùng ấy, ông ấy là người từng trải mới có được sự thành đạt và giàu có như bây giờ. Làm gì mà không biết, là cô đến với ông ta chỉ vì tiền. Chẳng qua với cô ấy, chỉ là chơi gái qua đường, bóc bánh trả tiền mà thôi. Mày nói dối, mày dám lừa tao, tao sẽ nói với anh Hùng. Nói đi, có giỏi thì nói đi. Nể tình cô đã đến đây rồi ấy, thì tôi sẽ cho cô biết một sự thật. Ông Hùng ấy, ông không giàu có như vẻ bề ngoài của ông ấy đâu. Ông ấy phung phí thế thôi, nhưng mà toàn bộ tài sản ấy là vợ ông ấy nắm hết. Nếu như mà ông ấy bỏ vợ ấy thì cô một xu cũng không có đâu. Để xem đến lúc đấy cô
còn cung phục ông ta nữa không? Mày đừng có mà nói láo. Anh Hùng là chủ cái nhà này. Anh Hùng ấy cầm hết tài sản của cái nhà này. Con mụ già kia suốt ngày ở nhà thì làm đếch gì có quyền lên tiếng. Sao? Bà mày đấy đếch tin. Mày cũng chỉ là con làm thuê thôi. Đúng. Tôi chỉ là thân đi làm thuê thôi. Nhưng mà làm bảo kê, bảo vệ cho bà An. Dưới tôi còn hàng trăm anh em nữa, sẵn sàng rạch vào mặt cô mấy nhát. Nếu như mà cô dám đụng vào bà An ấy, nếu như bà ấy không có tiền ấy, thì làm sao mà thuê nổi bọn tôi, đúng không? Không thể như thế được. Trời ơi, chẳng lẽ nào anh ta lừa mình ra? Chắc là não cô cũng chưa úng lắm đâu nhỉ. Về mà nghĩ cho kỹ đi. Nhanh không bọn đàn em của tôi lên đây thì cô chỉ có... Alo, bọn mày đang đâu đấy? Lên ngay nhà bà, tôi chỉ có chuyện nhá. Một loại não ngắn mà. Sao bố chồng mình lại làm ra cái chuyện này cơ chứ? Bố ạ. Con đang xem ảnh cô bé nào đấy mà có vẻ say sưa thế. Đây là cái Trinh, bạn học cũ thời cấp 3 của con bố ạ. Trời, hôm nay con mới nghe được chuyện của nó, con thấy thất vọng quá. Bạn học cùng cấp 3 với con đấy à? Vâng. Chắc là cô ta có chuyện gì hả? Thì ngày xưa con cũng biết là cái Trinh nó nổi tiếng ăn chơi đua đòi rồi. Nhưng mà nhá, thôi bây giờ con không ngờ là nó làm mấy cái việc thất đức như thế luôn. Đi cặp với mấy ông đại gia già, xong rồi đe dọa, tống tiền người ta bố ạ. Nghe đâu nhá là có ông còn mất chức, rồi là gia đình tan nát luôn cơ mà. Cặp mấy đại gia. Vâng. Tống tiền. Vâng. Các cô gái trẻ bây giờ sợ thật đấy con ạ. Ôi dồi, chuyện này đã là gì đâu ạ. Vẫn còn. Hình như là nó ngủ với nhiều người quá, thế là bị lây cái bệnh gì này, giang mai hay là lậu gì ấy bố ạ. Xong nó lây hết cho người khác bố ạ. Thế là ai? Bạn con là bác sĩ. Thế là hôm nay đi khám cho cái Trinh, gửi ảnh cho con xem bên này. Bố xem đi ạ. Mà bố này, không hiểu mấy cái người mà ham gái trẻ đẹp ấy, như thế có dại không bố nhỏ? Vừa mất tiền, vừa mất gia đình, mất công việc, lại còn lấy bệnh của người nữa. Bố làm sao thế hả bố? Không. Không khỏe ạ? Bố không sao con ạ. Hay là để con gọi chồng con về đưa bố đi khám nhá. Chứ con thấy sắc mặt bố yếu lắm, lại còn toát hết cả mồ hôi ra nữa kìa. Không sao đâu, không phải gọi đâu. Đừng làm rùm beng lên, bố khỏe, bố ổn mà. Vâng, thế có gì thì bố cứ nói với mẹ một câu, hoặc là nói với vợ chồng con bố nhá. Chứ bố đừng có cố quá bố ạ. Con cứ để bố yên tâm nhá. Bố ơi, con có việc, con phải vào con gọi điện thoại một cái. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Không biết có bị lây bệnh của nó không. Alo. Giám đốc ạ. Hả? Cô Trinh đang đòi gặp sếp ạ. Gọi người tống cổ cô ta ra khỏi công ty nhá. Nói với cô ta là từ giờ trở đi đừng đến kiếm tôi nữa. Nếu mà còn cố tình đến gây chuyện với tôi ấy, thì gọi người cho cô ta một trận. Hiểu chưa? Còn nữa. Này, cậu nhanh lấy xe đến đưa tôi đi khám bệnh nhá. Này, đừng để cho ai biết nhá. Rồi, ok. Anh Hùng, sao em gọi cho anh không nghe máy? Anh có biết là em đang bị người ta bắt nạt không? Con đàn bà ghê tởm đấy. Sao anh lại nói như thế? Anh không thương em nữa à? Hay là anh có con khác ngon hơn rồi đúng không? Có hay không, đấy là cái việc của tao. Mày có tư cách gì mà chất vấn tao hả? Tao nói cho cái ngữ mày biết nhá. Cái loại con gái như mày ấy, tao nhổ vào, tao khinh. Chẳng qua là tao ngu, cho nên tao mới dính vào mày. Hóa ra anh cũng chỉ coi tôi là gái làng chơi à? Được, đã thế
anh mà bỏ tôi ấy thì tôi sẽ... Cái gì? Hả? Hả? Mày định dọa tao đấy à? Hả? Mày bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Không có tao cho người đánh bỏ mẹ mày. Mày tưởng tao bỏ vợ tao để lấy cái loại con gái rẻ tiền như mày đi à? Hả? Tao đâu có điên. Tao mà có mệnh hệ gì ấy thì tao sẽ cào cái mặt mày ra. Không cần phải giấu mẹ nữa đâu. Mẹ biết hết cả rồi. Anh này, hôm nay anh đưa em về nhà thế này, không sợ vợ à? Hả? Anh phải sợ bụng già ấy á? Anh nói cho em biết nhá, cái nhà này là nhà của anh. Việc gì anh phải sợ đứa chó nào à? Một khi anh đã thích, không ai làm gì được em cả. Có thật không đấy? Thế thì anh đuổi bà già đấy đi, xong cho em làm chủ căn nhà này nhá. Được rồi, anh sang tên cho em luôn nhá. Miễn làm sao em cứ chiều anh là được. Không chiều anh thì chiều ai? Từ từ đã, đi vào trong phòng nhá. Chứ ở đây ngại lắm. Mình mà vứt cái này ở đây ấy, kiểu gì bà già kia về nhìn thấy cũng tăng xông cho mà xem. Cô đang làm cái gì vậy? Giật cả mình. Bà là ai đấy? Tôi là giúp việc của nhà này. Mà tôi đang hỏi cô mới đúng đấy. Cô đang làm gì ở đây? Cô là ai? Tôi á? Tôi chính là bạn gái của anh Hùng, và cũng sẽ là chủ nhân tương lai của cái nhà này. Tôi để cái này ở đây là để đánh dấu chủ quyền. Bà biết chủ nhân của mình là ai rồi chứ. Liệu mà hầu hạ cho tốt vào, cứ để cái này ở đây, cấm được vứt đi nhá. Tưởng thế nào cơ? Hóa ra cũng là cái loại ngu dốt, vô tri, thiếu suy nghĩ. Mình ra tay với cái loại này làm gì? Cho nó bẩn tay, tốn sức. Sao con dâu mình lại đi theo cô ta nhỉ? Anh mà bỏ tôi ấy thì tôi sẽ... Cái gì? Hả? Hả? Hóa ra trò này là con dâu mình ra đây. Mẹ cứ tưởng con hiền lành, nhưng mà không ngờ đâu, con dâu của mẹ lại hung dữ và cao tay đến như thế. Dám ra mặt chị con giáp 13 với bố chồng thay cho mẹ. Mẹ cứ tưởng mẹ khó tính hà khắc với con thì khiến con ghét mẹ. Nào ngờ đâu, mẹ cảm ơn con nhá. Mẹ, con biết là mẹ nghiêm khắc, mẹ hay mắng con, nhưng mà lúc nào mẹ cũng thương con như là con ruột ấy. Cho nên là chuyện này thì có gì đâu ạ. Sau này có chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ ra mặt giúp cho con. Định nói cho mẹ biết, con sợ mẹ buồn. Nhưng mà nếu mẹ đã biết rồi thì bố mẹ tính thế nào ạ? Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, nếu như mẹ không vững thì sao nhà mình có được như ngày hôm nay hả con? Con yên tâm đi, lần này mẹ đã có cách chị ông ta bỏ cái thói trăng hoa ấy đi. Đứa dành con ấy còn kém cả tuổi con mình nữa chứ. Con chờ xem, mẹ sẽ dạy con cách giữ chồng mà để chồng phải nể sợ. Dạ vâng, con sẽ nghe theo mẹ ạ.